Trước hết tôi phải nói một điều năm này, tôi nhận thức được vấn đề văn hóa rất sớm. Năm 1996, Đại sứ nói Việt Nam mời tôi đóng góp báo cáo chính trị của Trung Quốc 7 trên Đại hội Thắng. Tôi đã nhắc đến vấn đề này. Và tôi cho rằng là tiền không phải là mục đích. Nếu mà tiền là mục đích là cực kỳ sai lầm. Tiền nó chỉ là một tiền. Cho nên về văn hóa tôi nhận thức được thật sự. Cái bài này tôi vẫn còn lưu vào trong đấy. Thế thì cũng trên tâm sự một chút thế này. Tôi chính là Hà Thế Trọng, là thầy đại của anh Tạ. Nhưng mà năm 91 bắt đầu đến cứ lùa gồm, rồi loay hoay thế nào. Tôi lại sang bên văn hóa, lịch sử hóa tay với Thầy Cường. Cùng tham gia rất nhiều cái hoạt động của hội khoa học lịch sử với các thầy đầu ngành, thầy Lâm, thầy Lê, thầy Trấn, thầy Vượng. Thế thì về cái góc độ văn hóa thì tôi cho rằng đây là một cái hoạt động cực kỳ quan trọng và rất đáng trân trọng, rất đáng quý. Sau khi mà lớn người ta ra, người ta mở công ty nọ, công ty kia, người ta xoay sở về tiền. Cho nên là tôi nghĩ rằng nếu những các hình thức này mà tồn tại được làm mừng cho đất nước, chứ không vì tôi nghĩ trong cái lúc xã hội người ta rất là quan tâm đến tiền mà nhiều người lại đi bỏ tay tư về vấn đề nghệ thuật, vấn đề văn hóa để lưu giữ lại những các cái gì tốt đẹp, cái di sản văn hóa cho đất nước, thì đó là một cái điều rất trân trọng. Khi mà tôi đến đây thì tôi cũng là có những cái ý nghĩ ấy. Cho nên thực ra mà nói thì nếu mà bắt được thì nó nhiều thứ, nhưng tôi chỉ có một cái vài lời tâm sự của tôi rất là trân trọng những các cái đóng góp của các thành viên trong cái hoạt động này. Xin cảm ơn.